chết mẹ mày đồ con. Cái thứ mày không biết chạy, con cha mày. Ông nội mày, thằng cha mày. Ê, bình tĩnh cái này nặng lắm đó nha. Không có nặng, tao chỉ dạy mày. Cái thứ mày đó nè. Tôi gặp thằng cha nó đang quánh chết cha mày, thứ mày không biết chạy con. Ông nội mày không biết dạy thằng cha mày. Để cho mày đi bá làng phá sớm, tao quánh chết cha. Chết mẹ mày đồ con. Cái thứ mày